Chi kỷ đến Yêu bạn rất sâu đậm Vì một lý do rất rõ ràng Đó chính là Bạn cảm thấy cân bằng Trong cuộc sống của mình Hãy nhớ rằng Bạn mong muốn điều gì đó Năng lượng của bạn phát ra Phải tương ứng với điều đó Chỉ có những nguồn năng lượng Tích cực rung động cao Mới thu hút tình yêu tri kỷ vào cuộc sống của bạn Bạn hãy chú ý đến những dấu hiệu sau đây điều thứ nhất bạn đã sẵn sàng đối mặt với quá khứ của mình một trong những dấu hiệu đầu tiên mà vũ trụ sẽ gửi đến bạn để cho bạn thấy rằng tình yêu đang trên đường đến đó là sự sẵn sàng đối mặt với quá khứ nếu bạn đã bắt đầu giải quyết tất cả các vấn đề mà trước đây bạn không thể vượt qua điều đó có nghĩa là bạn đã bắt đầu dọn dẹp đống lộn xộn và chuẩn bị chỗ cho một người mới bước vào cuộc đời bạn bằng cách dọn dẹp tất cả những thứ đang cản đường bạn bạn sẽ nhận thấy rằng mình cảm thấy tốt hơn và bình tĩnh hơn trước rất nhiều đối mặt với quá khứ bạn sẽ hiểu điều gì thuộc về cuộc đời mình và những ai nên ở lại điều này sẽ cho bạn ý tưởng về loài mối quan hệ mà bạn muốn và đó có thể là cách mà vũ trụ đang chuẩn bị cho bạn tình yêu mà bạn xứng đáng nhận được điều thứ hai bạn cảm thấy vui vẻ một khi bạn thực hiện công việc thừa nhận quá khứ và đặt nó vào đúng vị trí của nó bạn cũng sẽ thoát khỏi mọi cảm xúc nặng nề đang ngăn cản bạn cảm thấy hạnh phúc cảm giác vui vẻ là một trong những dấu hiệu đầu tiên mà bạn sẽ nhận thấy và nó sẽ cho bạn cơ hội giao tiếp với người khác hiệu quả hơn bạn sẽ nhận thấy rằng bạn có thể hiểu người khác nhiều hơn và bạn có lòng trắc ẩn lớn hơn đối với họ. Tất nhiên, điều này sẽ góp phần nhận ra những gì bạn cần làm để tìm thấy tình yêu mà bạn hằng mong muốn. Hãy tận hưởng cảm giác này vì nó thật tuyệt vời và nó sẽ giúp bạn trân trọng cuộc sống của mình hơn. Không có gì tốt hơn là thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy may mắn vì bạn còn sống. Điều thứ ba, bạn đã kết thúc với các mối quan hệ trong quá khứ của mình nếu bạn đã từng dính líu đến một ai đó trong quá khứ mà bạn không thể vượt qua được và bây giờ bạn cảm thấy rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do chính đáng nào đó thì đó là lúc bạn đang trên con đường tốt nhất để hướng tới một cuộc sống viên mãn hơn đôi khi định mệnh có một số kế hoạch khác dành cho chúng ta mà chúng ta không thể hiểu ngay được nhưng sau một thời gian chúng ta có thể nhận thấy lý do tại sao điều gì đó lại xảy ra như vậy bạn sẽ nhận thấy rằng bạn đang trở nên cởi mở hơn với những người mới bước vào cuộc sống của bạn hãy để những mối quan hệ đó ở trong quá khứ hãy biết rằng giai đoạn này là một dấu hiệu từ vũ trụ có điều gì đó tốt đẹp hơn sẽ đến điều thứ tư một người mới đang bước vào giấc mơ của bạn giấc mơ có thể là một cách tuyệt vời để vũ trụ gửi đến cho chúng ta thông điệp nếu bạn nhận thấy bạn liên tục mơ về cùng một người mà bạn chưa biết điều đó có nghĩa là bạn sẽ sớm gặp người đó trong một số trường hợp người mà chúng ta bắt đầu mơ về có thể tượng trưng cho tình yêu và những thay đổi sắp đến trong cuộc sống của chúng ta hãy suy nghĩ về tất cả các chi tiết để bạn có thể tăng cơ hội nhận ra tình yêu khi nó đến đừng quên rằng những giấc mơ có thể ẩn chứa một số ý nghĩa sâu xa hơn và điều đó không nhất thiết có nghĩa là bạn sẽ gặp chính xác người mà bạn luôn mơ người đó có thể đại diện cho những giá trị thực sự của bạn và những đức tính mà bạn đánh giá cao ở người bạn yêu bạn có thể viết nhật ký trong đó hãy ghi ra những điều mà bạn mơ về ghi thật chi tiết chỉ cần phân tích mọi khía cạnh để có được sự rõ ràng về ý nghĩa của những giấc mơ của mình, sẽ có thông điệp rất hữu ích dành cho bạn. Điều thứ năm, đúng thời điểm. Đôi khi chúng ta có thể nhận thấy rằng mọi thứ xảy ra vào đúng thời điểm chúng nên xảy ra. Đây là cách mà vũ trụ sử dụng để cho chúng ta thấy rằng mọi thứ đang bắt đầu quay trở lại vị trí của chúng. Khi bạn nhìn thấy điều này trong cuộc sống của mình, bạn có thể mong đợi một người mới bước vào cuộc đời mình, hoặc bạn sẽ nhận thấy rằng bạn đang nhìn một người mà bạn đã biết theo một cách hoàn toàn mới. Hãy nhớ rằng điều này không xảy ra thường xuyên. Vì vậy, hãy tận dụng những sự kiện vui vẻ sắp đến trong cuộc sống của bạn. Điều thứ sáu. Bạn cảm thấy thoải mái khi ở một mình. Chúng ta cảm thấy không an toàn và có xu hướng chuyển từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác chỉ để tránh cảm giác cô đơn tuy nhiên đôi khi chúng ta nhận thấy rằng sau khi chúng ta làm tất cả những điều cần thiết để sửa chữa thiệt hại do nhầm người mà chúng ta đã tin tưởng gây ra chúng ta bắt đầu tận hưởng thời gian ở một mình nếu bạn nhận thấy rằng bạn không gặp vấn đề gì khi ở một mình khi không có ai bên cạnh đây là một dấu hiệu tuyệt vời cho thấy rằng mọi thứ cuối cùng cũng bắt đầu đi đúng hướng không ai có thể bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp mà không có quan hệ tốt với chính mình đó là chấp nhận tất cả những gì thuộc về bạn trong trường hợp có bất cứ điều gì làm phiền bạn hãy giải quyết nó chắc chắn sẽ giúp bạn cảm thấy hài lòng về bản thân mình đó là một điểm khởi đầu tuyệt vời cho một mối quan hệ thành công đây là lý do tại sao chúng ta nên nỗ lực theo hướng này để trở thành người tốt nhất có thể và cảm thấy dễ chịu, ngay cả khi không có ai xung quanh. Cư xử như người bạn đời hoàn hảo của chúng ta làm với chúng ta và thực hiện mong muốn của chính chúng ta. Đó là một bước xa hơn để hình dung những gì chúng ta mong đợi từ tình yêu của đời mình sẽ làm. Điều thứ bảy, hầu hết mọi người luôn lặp lại các kiểu hành vi giống nhau bởi vì chúng ta có xu hướng sợ hãi trước những điều mới mà chúng ta chưa quen đặc điểm tính cách này có thể được thay đổi và chúng ta có thể bắt đầu cảm thấy nguồn năng lượng tươi mới đang đến thúc đẩy chúng ta thử những điều mới đây có thể là cách mà vũ trụ đang nói rằng bạn có thể bắt đầu một điều gì đó mới mẻ hãy đọc những cuốn sách mới thay đổi thói quen hàng ngày và bạn sẽ nhận thấy rằng mình bắt đầu cảm thấy hoàn toàn khác đôi khi ngay cả một thay đổi nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến một loạt các sự kiện có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Bạn có thể cảm nhận rất rõ ràng qua linh cảm của mình. Đây là thời điểm chi kỷ đến với cuộc đời bạn. Trực giác là công cụ rất mạnh mẽ mà chúng ta có thể sử dụng để cảm nhận những thứ mà mắt thường không nhìn thấy được. Bạn chắc chắn sẽ biết khi nào là thời điểm thích hợp để gặp đúng người. Năng lượng sẽ thay đổi và bạn sẽ nhận ra tri kỷ của mình. Nó sẽ cảm thấy như bạn đã biết nhau từ lâu. Hãy tin vào trực giác của bạn và lắng nghe những gì linh tính mách bảo vì nó luôn đúng. Nó có thể là hệ thống điều hướng của bạn hướng tới đích đến thực sự, đó là tình yêu của cuộc đời bạn.